Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về trứng rút nóc nhé. Ok, mình vừa vẽ xong trứng rút móc rồi đó các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn tìm hiểu về một số báo quan cụ thể của trứng rút móc nhé. Về kích thước của trứng run là từ 40 đến 60 micromet. Về hình dạng của trứng là hình bầu dục nha các bạn. Vỏ của chúng vỏ mỏng này, một lớp này. Rồi, về bên nhân của trứng run thì nhân của trứng có màu xám nha các bạn. Có từ 4 đến 8 nhân. Nhân đây là phôi này. Đấy, các bạn nhìn này. Rồi, về màu sắc của trứng giun thì là màu trong suốt nha các bạn. Ok, mình vừa khái quát qua một số bào quan cụ thể của trứng giun móc. Về một số xét nghiệm về trứng giun thì chúng ta có thể làm xét nghiệm phân tìm trứng nha các bạn. Chúng ta sẽ xét nghiệm trước 24 giờ vì sau 24 giờ thì trứng sẽ nở ra ấu trùng. Nên các bạn không thể nhìn thấy nhân của chúng. Về xét nghiệm thì chúng ta có thể xét nghiệm phân trực tiếp hoặc là kỹ thuật winis chúng ký sinh ở ruột nha các bạn. Nó gây ra viêm loét, hành tá tràng, đau vùng thượng vị, chán ăn, khó tiêu và đặc biệt là chúng có thể gây mất máu nha các bạn. Ok, mình vừa khái quát qua về trứng giun móc. Mình sẽ kết thúc bài tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh, ủng hộ bài cho mình nhé, để mình ra những bài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.